Bưởi, tên khác chu lan mắc bục. Bộ phận dùng: lá, hoa, dịch ép muối bưởi, vỏ quả và hạt. Tính vị, công năng: lá bưởi có vị đắng, cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trừ hàn, tán khí, thông kinh lạc, giải cảm, trừ đờm, tiêu thực, hoạt huyết, tiêu sưng. Vỏ quả bưởi có vị đắng, cay, mùi thơm, tính bình, có tác dụng trừ phong, hóa đờm, tiêu báng, lách to, tiêu phù thủng, hòa huyết, giảm đau. Công dụng: vỏ quả bưởi được dùng chữa ho, đờm tích đọng ở họng và phế quản, đau bụng, ăn uống không tiêu. Bỏ lớp bùi trắng, lấy lớp vỏ vàng rồi sao, ngày dùng 4-12 gram dưới dạng thuốc sắc uống. Lá bưởi già chữa cảm sốt, ho, nhức đầu, hắt hơi, kém ăn, sưng đau chân do hàn thấp chướng khí, giảm đau do trúng phong, tê bại, ngày dùng 10-20 gram lá tươi sắc uống. Có thể nấu nước để xông và ngâm chân, và dùng lá sát vào chân. Lá bưởi non được nướng chín để nắn, xoa bóp chỗ đau cho tan máu ứ, sai khớp, sưng, bong gân, gãy xương do ngã hay bị đánh đập. Sau đó lấy lá khác giã nát bó vào chỗ bị tổn thương. Lá bưởi tươi nấu với nhiều lá thơm khác để xông chữa cảm cúm, nhức đầu. Có thể dùng lá để cất tinh dầu nhưng có hại cho sự ra hoa kết quả. Vỏ hạt bưởi có thể dùng lấy pectin làm thuốc cầm máu và dùng chải tóc để cố định tóc giống như dùng gôm Adragran. Dịch ép muối bưởi là thuốc chữa tiêu khát, đái tháo, thiếu vitamin C, là nguyên liệu chế axit citric thiên nhiên. Nước hoa bưởi được cất từ hoa bưởi và dùng phối hợp với nhiều dược liệu có mùi thơm khác như hồi, quế để làm thơm các thức ăn, bánh ngọt, nước giải khát. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, bưởi được dùng làm thuốc long đờm và dễ tiêu. Thuốc chống rắn cắn Quang Đông của Trung Quốc gồm có bưởi và cây lạc tiên, được chứng minh là có hoạt tính chống nọc độc của nhiều loài rắn độc trên chuột nhắt trắng và người. Đã nghiên cứu tác động của thuốc trên sự phân phối của nọc rắn ở cơ hoành chuột nhắt trắng. Hoạt tính phóng xạ trung bình trong cơ hoành của chuột nhắt trắng đối chứng cao hơn một cách có ý nghĩa so với nhóm điều trị. Thuốc đã làm tăng sự giải phóng chất bulgarotoxin ra khỏi thụ thể cholinergic ở những đĩa cuối của cơ vân. Phân tích hóa học phần tan trong nước của thuốc chống rắn cho thấy có chứa axit carboxylic, axit amin, naringin, apigenin glucosid, choline, glucosa, fructosa và những chất vô cơ. Trong y học cổ truyền Ấn Độ, nước ép quả bưởi là thành phần phụ thêm trong một bài thuốc có nhiều vị dược liệu để chữa bệnh tim mạch. Ở cao nguyên miền Trung Haiti, nhân dân địa phương uống nước ép quả bưởi để chữa suy nhược. Kiêng kỵ, người suy nhược do can hỏa nhiệt không nên dùng. Bài thuốc có bưởi. 1. Chữa cảm sốt và cúm cả hai thể phong hàn và phong nhiệt. Thể phong hàn: sốt nhẹ, sợ lạnh, không có mồ hôi, nước mũi trong, đờm loãng, rêu lưỡi mỏng trắng, mạch phù. Thể phong nhiệt: thường sốt cao, hơi sợ gió, đau đầu, tự ra mồ hôi, khát nước, chảy nước mũi đặc, nước tiểu vàng, rêu lưỡi vàng mỏng, mạch nhanh. Dùng nồi nước xông với các lá, bưởi, xả, tía tô, kinh giới, bạc hà, mỗi thứ một nắm lá tươi đem đun sôi với nước, xông trong 5-10 phút. 2. Chữa đau dạ dày. Vỏ quả bưởi đào, lá dạ cẩm, vỏ quýt, ba vị bằng nhau tán nhỏ, liều uống mỗi lần 5 gram, ngày 2 lần. 3. Thuốc tẩy. Vỏ quả bưởi the 12 gram, đọt lá muồng trâu 20 gram, vỏ cây đại 20 gram, sắc với 2 bát nước còn 1 bát, uống hết 1 lần. 4. Chữa thủng trướng. Vỏ quả bưởi đào, mộc thông, bồ hóng mỗi vị 20-30 gram, diêm tiêu 12 gram, cỏ bấc 8 gram, sắc uống mỗi ngày 2 lần vào lúc đói, và ăn một khẩu mía trước và sau khi uống thuốc, kiêng muối và chất mặn. 5. Chữa phù thủng sau khi đẻ và các trường hợp phù thủng khác. Vỏ bưởi khô, ít mẫu, các vị bằng nhau tán nhỏ, uống mỗi lần 8 gram với rượu vào lúc đói, hoặc dùng mỗi vị 20-30 gram sắc uống. 6. Bài thuốc tiêu phù. Vỏ bưởi đào 600 gram, cỏ roi ngựa 500 gram, bồ hóng bếp 400 gram, bích ngọc đơn 400 gram, ích mẫu 300 gram, hồi hương 200 gram, quế thanh 200 gram, phèn phi 200 gram, phèn chua 100 gram, tám bột làm hoàn ngày uống 20 gram. 7. Chữa cảm lạnh, đau bụng do lạnh. Vỏ bưởi khô, đốt và xông hơ vào rốn.
8. Chữa chốc đầu trẻ em. Hạt bưởi bóc vỏ cứng ngoài, sâu vào sợi dây thép, phơi khô, đốt trên ngọn lửa cho cháy thành than, rồi nghiền nhỏ. Rửa sạch chỗ chốc đầu bằng nước ấm, thấm khô rồi bôi bột than hạt bưởi. Ngày bôi 1-2 lần, thời gian điều trị khoảng 3-6 ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác